chào tất cả các con. Bài học hôm nay của chúng mình đó là nhận biết, phân biệt to, nhỏ. Bây giờ chúng mình cùng nói cho cô biết đây là cái gì nào? Quả bóng ạ. Đúng rồi đấy, đây là quả bóng. Vậy quả bóng có màu gì? Quả bóng màu đỏ ạ. Giỏi quá, cô khen các con. Còn đây là gì nào? Quả bóng ạ. Đúng rồi đấy, đây cũng là quả bóng. Nhưng quả bóng có màu gì hả các con? Quả bóng màu vàng ạ. Bây giờ các con đọc theo hướng dẫn của cô nhé. Quả bóng đỏ to. Quả bóng đỏ to ạ. Quả bóng vàng nhỏ. Quả bóng vàng nhỏ ạ. Các con đọc lại một lần nữa nhé. Quả bóng đỏ to. Quả bóng đỏ to ạ. Quả bóng vàng nhỏ. Chúng mình đọc lại nào. Quả bóng vàng nhỏ. Quả bóng vàng nhỏ ạ. Rất giỏi, khen các con. Còn đây là cái gì nào? Ai biết trả lời cho cô nào? Cái cốc ạ. Rất chính xác, đây chính là cái cốc đấy. Cái cốc có màu gì? Màu xanh ạ. Đúng rồi, đây là cái cốc màu xanh. Còn đây là cái gì? Đố các con biết đấy. Chúng mình cùng xem đây là cái gì nào? Cái cốc màu đỏ ạ. Giỏi lắm, đây chính là cái cốc màu đỏ đấy. Bây giờ các con đọc theo cô nhé. Cái cốc xanh to ạ. Một lần nữa nào. Cái cốc xanh to ạ. Cái cốc đỏ nhỏ. Cái cốc đỏ nhỏ ạ. Giỏi quá, cô khen tất cả các con. Các con đọc lại một lần nữa nhé. Cái cốc xanh to. Cái cốc xanh to ạ. Một lần nữa nào. Cái cốc xanh to ạ. Cái cốc đỏ nhỏ. Cái cốc đỏ nhỏ ạ. Một lần nữa nào. Cái cốc đỏ nhỏ ạ. Các con tiếp tục xem đây là cái gì. Đây là cái gì vậy? Có ai biết không? Cái ghế ạ. Đúng rồi đấy, đây là cái ghế. Cái ghế nó có màu gì? Cái ghế màu xanh ạ. Giỏi quá. Còn đây là cái gì các con nhỉ? Cái ghế ạ. Ghế này có màu gì? Ai biết nào? Cái ghế màu vàng ạ. Giỏi quá, cô khen các con. Chúng mình đọc theo cô nhé. Cái ghế nhỏ ạ. Đọc lại nào. Cái ghế xanh nhỏ ạ. Một lần nữa nào. Cái ghế xanh nhỏ ạ. Cái ghế vàng to. Cái ghế vàng to ạ. Một lần nữa nhé. Cái ghế vàng to ạ. Chúng mình đọc lại nào. Cái ghế xanh nhỏ. Cái ghế xanh nhỏ. Cái ghế vàng to. Rất giỏi, cô khen tất cả các con. Các con hôm nay học rất giỏi nên cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Đó là trò chơi bác tài xế giỏi. Cách chơi, các con hãy đặt các đồ vật to, nhỏ theo yêu cầu. Chúng mình hãy cùng quan sát nhé. Ở đây, cô có hai chiếc xe ô tô. Một chiếc xe ô tô to để đồ vật to và một chiếc xe ô tô nhỏ để đồ vật nhỏ đấy. Và đây là một chú gấu to và một chú gấu nhỏ. Chúng mình hãy để chú gấu to màu trắng vào ô tô to nhé. Nào, chúng mình bắt đầu chơi nào. Gấu to để vào ô tô to. Gấu nhỏ để vào ô tô nhỏ. Và đây là hộp bánh. Hộp bánh màu vàng to. Chúng mình sẽ để vào đâu? À, chúng mình sẽ để vào ô tô to nhé. Còn chiếc hộp bánh đỏ
thì chúng mình để vào ô tô nhỏ nhé. Chúng mình có hai con vịt. Con vịt màu xanh nhỏ chúng mình để vào đâu nào? À, đúng rồi, chúng mình sẽ để vào ô tô nhỏ nhé. Còn con vịt vàng to, chúng mình sẽ để vào ô tô to. Cuối cùng, chúng ta có hai quả cam. Quả cam vàng to thì để vào đâu nào? Đúng rồi đấy, đó là để vào ô tô to. Còn quả cam xanh nhỏ, chúng mình sẽ để vào ô tô nhỏ nhé. Trò chơi đã kết thúc rồi, cô khen tất cả các con. Cuối cùng, chúng mình sẽ đến với trò chơi đôi chân khéo léo. Cách chơi như sau: chúng ta sẽ giúp cho thỏ mẹ, thỏ con đi đúng đường của mình. Bây giờ chúng mình cùng giúp thỏ mẹ và thỏ con nhé. Thỏ con thì đi vào ô gạch nhỏ, còn thỏ mẹ thì sẽ đi vào ô gạch to. Thỏ mẹ, thỏ con ơi, cố gắng lên nhé. Thỏ con ơi, đi vào ô gạch đỏ một nhỏ đi nào. Đúng rồi, thỏ con đi vào ô gạch nhỏ đi nào. Còn thỏ mẹ sẽ đi vào ô gạch to nhé. Đúng rồi, đúng rồi, cố gắng lên nào. Thỏ mẹ, thỏ con sắp đi hết đường rồi. Rất giỏi, cố lên, cố lên. À, chúc mừng thỏ mẹ và thỏ con đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Dẫn chúng mình nhận biết phân biệt to nhỏ rồi đúng không nào? Ở nhà các con hãy nhờ bố mẹ ôn lại bài cho chúng mình nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Hương tạm biệt tất cả các con. Tạm biệt.